Khi mà người ta đã cố ý mà phạm cái giới luật của Phật rồi, cố ý phá hoại Phật giáo rồi, thì người ta phải tìm những cái, người ta phát triển những cái loại kinh mà nó không có đúng tánh cách của đạo Phật, nó làm lệch đi con đường của đạo Phật. Cho nên đạo Phật đứng ở trên nhân quả, thì mọi cái hành động của chúng ta thiện thì đem đến cái hạnh phúc cho mình, mà làm một cái điều ác thì đem đến cái tai họa cho mình, cũng do chính mình, chứ không có cầu khẩn. Thế mà ở đây có những loại kinh á, nó là dạy cái người Phật tử á, thì phải cầu khẩn thì tai nạn nó mới qua. Cho nên có những cái câu kinh ai có tai nạn gì cần niệm câu Quan Thế Âm Bồ Tát thì được cứu khổ. Như vậy làm cho người, cái người mà mê tín á, không có hiểu Phật pháp á, thì người ta tin rằng đó là Phật dạy, mà mình cứ niệm thì tức là nó sẽ có cái hiệu quả của cái sự cứu nạn đó. Cho nên hầu như người ta có niệm Quan Thế Âm rồi người ta cũng thấy có những cái sự hiệu quả, cho nên họ đâm tin, tin thật, tin rằng có thật. Nhưng cái đó nó do đâu mà nó có cái hiệu quả đó thì họ không biết, họ tưởng rằng có một Đức Phật Quan Thế Âm thương chúng sanh, ai có đau khổ, ai có gặp tai nạn gì, có tù tội thì cứ niệm Quan Thế Âm thì được cứu khổ. Nên bây giờ mọi Phật tử gặp tai nạn gì hoặc đau ốm đều thắp hương niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Trong nguyên bản kinh, cái nguyên bản kinh của Phẩm Phổ Môn, của kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, thì cái Phẩm Phổ Môn á, thì ở trong đó có cái đoạn mà những cái bài kệ sau nó tóm tắt lại đó, thì có những cái câu ngắn gọn để chúng ta dễ nhớ dễ thuộc. Ở trong đó thì thầy tạm dịch như thế này: hoặc bị tù tội, hoặc bị tai nạn, hoặc bị rắn độc, thì người đó niệm Bỉ Quan Âm Lực thì sẽ được giải cứu cứu ngay. Đó là những cái lời dạy ở trong kinh, như vậy làm cho người ta lấy cái bộ kinh này, cái phẩm kinh này á, người ta biến thành cái bộ kinh cầu an ở trong gia đình của mình. Nên thường các chùa cũng như ở trong mọi gia đình, người ta lấy cái phẩm này người ta tụng hàng đêm, người ta tụng để mà cầu Đức Quan Âm gia hộ cho gia đình họ được bình an. Thì như vậy nó đã làm lệch cái ý của đạo Phật, bởi vì cái ý của đạo Phật thì không ai cứu khổ mình được, mà chỉ có tự mình cứu mình mà thôi. Cho nên Đức Phật khi mà còn sống tại tiền thì Đức Phật nói các đệ tử, các thầy hãy tự thắp đuốc lên mà đi, ta chỉ là người hướng dẫn mà thôi. Mà bây giờ biến chư Phật Bồ Tát thành ra những người phù hộ, chứ không còn là cái tự tự thắp đuốc lên đi. Mà qua cái bộ kinh này chúng ta xét thấy rất là phi lý. Thì đặt thành vấn đề, một kẻ cướp của giết người, bây giờ bị công an bắt bỏ tù, pháp luật kết án tử hình. Lúc bây giờ kẻ trộm cướp này muốn sống hay là muốn chết, muốn ra tù hay muốn ở tù? Chắc chắn là họ muốn sống chứ không bao giờ muốn chết. Vậy thì cứ diệt niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thì sẽ được ra tù, sẽ khỏi chết. Thì những con người ở trên hành tinh này sẽ ra sao với những cái bọn hung ác này? Nghĩa là khi mà được giải cứu như vậy á, thì chắc chắn là cái bọn hung ác này sẽ có một vị thần phù hộ rồi, thì mình cứ việc tiếp tục làm những cái chuyện ác đó nữa. Và như vậy thì cái luật nhân quả nó còn có cái luật công bằng của nhân quả không? Thì chắc chắn là không có cái công bằng của nhân quả nữa, thì thế gian này đâu có cái trật tự, đâu có gọi là nhân quả được. Thầy cho một ví dụ nữa, ví như bọn buôn lậu ma túy mà cứ niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thì chúng được, chúng không bị hải quan bắt, thì nhân loại trên thế gian này sẽ ra sao? Tất cả đều nghiện thuốc phiện, cơ thể thì suy yếu dần mòn từ thế kỷ này sang đến thế kỷ khác. Nó thì nếu mà cái thuốc phiện á, mà nếu mà nó đã được cái sự mà gia hộ mà nó thoát qua như vậy đó, thì tự hỏi trên cái thế gian này con người sẽ trở thành như thế nào? Nó bạc nhược tất cả hết rồi, còn cái gì đâu mà gọi là hạnh phúc cho con người nữa. Cho nên nếu mà có những kinh như vậy á, thì nó đi ngược lại cái sự cứu khổ của kinh, nó giải khổ cho con người. Thế mà cái kinh mà được mà cầu khẩn như vậy, mà được thành tựu được theo cái ý nghĩ của như vậy á, thì chắc chắn ai cũng muốn như vậy hết. Ví dụ như bây giờ mình có muốn trúng vé số thì mình cứ niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn tôi, bây giờ gia đình tôi nghèo quá, mong ngài phù hộ cho tôi trúng vé số 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu.
Thì chắc chắn mà nếu được như vậy hết á, thì có ai mà thèm làm chi. Cứ việc mà niệm Quan Thế Âm mua vé số thì bây giờ cả triệu dân Việt Nam hay là 50 triệu dân Việt Nam cứ chống khu niệm á, thì cái chỗ mà phát vé số ra chắc nó sạt nghiệp chết nó hết còn gì. Đó, thì như vậy là mình thấy cái lý nó không có vững. Mà mình biết rằng trong cái những kinh mà viết như vậy á, thì nó là phi cái Phật Pháp rồi, nó không đúng. Bởi vì ở đây Đức Phật mới nói tự mình hành động mình mới có mình ăn, mà tự mình hành động mình mới có cái phước báo. Mà mình cứ ngồi đó mình tham tưởng những cái sai, cái quấy, cái ác thì chắc chắn là không thể hưởng được. Mà hiện giờ thì quý thầy xem thấy cái lời nói của thầy giảng ở đây có đúng không? Và hầu hết từ Đông sang Tây, từ Nam sang Bắc, các bậc hòa thượng đến các hàng cư sĩ Bắc Tông đều là tin tưởng một cách rất là mù quáng. Người ta lấy nó mà làm cái kinh nhật tụng đó. Ai ai cũng cố gắng mà tụng niệm hàng đêm, hàng ngày, mà cũng lấy nó mà làm cái thời khóa tu tập nữa. Họ đâu biết rằng đó là tưởng quẩn của họ lưu xuất ra cứu họ, vì trong cuộc đời của họ, họ đã làm những việc lành. Nó nghĩa là trong cái cuộc đời của những người đó mà khi họ biết niệm Quan Thế Âm á, thì chắc chắn là họ cũng phải có không có, họ cũng phải có những hành động tốt rồi, chứ không đến đổi mà khi người biết niệm Phật mà họ lại làm việc ác. Cho nên vì cái sự việc lành của họ làm, hoặc là họ không niệm Phật nhưng mà cũng có người người ta có những cái tâm lành, gặp ai có tai nạn gì người ta cũng giúp đỡ. Chứ không có là con người thì phải nói là có cái lòng, cái tình thương của con người tự dưng nó phải có ở khi mà sanh ra, thì chúng ta phải có cái thiện ở trong cái ác của chúng ta rồi. Nhưng mà có người thì cái thiện nhiều, có người thì thiện ác do cái sự quân tập của kiếp này đến kiếp khác. Cho nên khi mà sinh ra thì họ cũng có tạo được những cái phước của họ sẵn có, trong tiền kiếp cũng có. Mà trong hiện kiếp họ tạo thêm những cái nhân thiện thì cũng có. Do vì vậy, nó khi mà cái quả của cái những cái ác nghiệp của họ đến, thì trong lúc đó nó sẽ chuyển cái nghiệp khổ của họ đi. Nhưng mà phải nói rằng trong cái niệm Quan Thế Âm Bồ Tát đó, thì cái ý niệm của một cái người mà niệm Phật á, thì phải nói rằng khi mà người ta niệm á, thì người ta cũng phải có cái nghĩa là người ta phải biết làm lành, chứ không phải là gì khác hơn hết. Nhưng mà nếu mà chúng ta hiểu sai á, thành ra biến nó Phật Pháp, nó làm cho lệch lạc đi, là mình thành mê tín. Còn mình hiểu đúng cái nhân quả đó, thì cái niệm Phật cũng, cái tụng kinh niệm Phật cũng là cái tốt, chứ đâu phải là cái sai, đâu phải là cái bậy. Bởi vì mình không lẽ mình tụng kinh Phật mà mình đi làm ác sao? Cũng như có nhiều người tôi tụng kinh mà tôi giết hại chúng sanh thì tôi đâu có làm cái chuyện đó. Mà giờ bữa nay mình tụng kinh Pháp Hoa mà giờ ngày mai mình đi mua cá về mình đập giết nó thì không có được. Cho nên người ta cũng suy nghĩ, người ta cũng có cái đầu óc suy nghĩ, chứ mình tụng kinh Phật mà đã tin nó là kinh Phật thì không thể nào mà làm cái chuyện ác. Do từ cái chỗ mà tụng kinh niệm Phật nó có cái tốt chứ không phải cái xấu. Nhưng mà vì mà chúng ta không hiểu đúng cách á, thì trái lại cái tụng kinh niệm Phật á, nó bắt đầu nó biến cho chúng ta trở thành mê tín, trở thành cầu khẩn, trở thành gian sinh. Cho nên cứ ngỡ tưởng rằng mình niệm á, Đức Quan Âm nó phù hộ cho mình. Không ngờ gì chính mình niệm á, cái đọc kinh hay niệm kinh á, thì do đó nó giúp cho chúng ta có những hành động thiện theo cái chỗ niệm kinh, theo cái chỗ tụng niệm đó. Cho nên phải khi mà một người thầy phải giải thích cho người ta hiểu rõ, để không mà người ta không hiểu rõ thì người ta không có hiểu cái nhân quả. Mà người ta tụng kinh thì cứ ngỡ rằng đó là có chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ mình, thì cái đó là cái sai. Cho nên ở đây thầy cũng phân tích thấy cho rõ là do cái hành động thiện ác của mình, chứ không phải là do cái chỗ mà cầu khẩn mà đạt được. Mà chính cái chỗ tụng kinh mà mình giữ được cái thiện thì cái đó tốt. Cho nên ở đây mình dạy người thì mình phải dạy cho họ rõ rằng cái nhân quả, để cho họ thấy cái tụng kinh nó giúp cho chúng ta khởi cái niệm, hoặc là cái hành động, hoặc là cái lời nói cho chúng ta ở trong cái thiện pháp, mà cũng từ đó đem lại cái hạnh phúc cho mình, cho cả gia đình của mình, và tai qua nạn khỏi đều là được chuyển qua, bởi vì nhân quả chứ đó, chứ không phải là cái luật nhân quả, chứ không phải là định luật, mà cái định mệnh. Cái định mệnh nó khác, là cái số mình, cái định mệnh thì cũng hành động thiện, hành động ác, nhưng mà nó không có chuyển, là vì mình làm ác thì mình phải thọ lấy những cái tai họa, tất cả những cái điều ác của mình, mà mình làm lành thì mình phải thọ hưởng những cái phước báo. Nhưng mà nó có số định. Còn ở đây cái nhân quả nó không có số định mà nó chuyển.